trong video này, em sẽ hướng dẫn các khán giả cách xóa rác ứng dụng Zalo. Zalo anh chị xài một thời gian, nó sẽ nở ra rất là nhiều ứng dụng và kèm theo đó là nó sẽ sinh ra rất là nhiều bộ nhớ điện. Thì bộ nhớ điện đấy là những cái bộ nhớ, những cái tệp rác mà anh chị nên xóa để giải phóng cái Zalo cũng như là giải phóng bộ nhớ. Kèm với đó là xóa rác Zalo cho ứng dụng Zalo nó chạy mượt mà hơn và cái máy nó được giải phóng một ít bộ nhớ, giúp cho anh chị lưu được hình ảnh, tài liệu, dữ liệu nhiều hơn. Anh chị chỉ cần vào trong một Zalo và anh chị tích qua một cá nhân ở dưới cùng bên phải, tích qua đây, trên cùng ở trên hình bánh răng cưa ở đây, bấm vào cài đặt. Sau khi bấm vào cài đặt thì anh chị chọn vào dòng quản lý dữ liệu và bộ nhớ, tích vào. Ở đây nó sẽ xuất hiện một cái dòng gọi là xóa bộ nhớ điện. Ở đây này, cái dòng màu đỏ này. Thì ở đây anh chị đọc kỹ là xóa bộ nhớ điện là xóa những dữ liệu tạm thời được sinh ra khi dùng Zalo. Nội dung tin nhắn sẽ không bị xóa. Nghĩa là khi anh chị bấm vào xóa cái bộ nhớ điện này thì tất cả những cái dữ liệu, tài liệu trên Zalo của anh chị đều không bị xóa gì cả. Và nó chỉ xóa những cái tệp trong quá trình sử dụng mà thôi. Tệp này sinh ra trong quá trình sử dụng và nó là tệp rác không quan trọng. Anh chị có thể dễ dàng bấm vào xóa bộ nhớ điện ở đây và bấm xóa. Cái Zalo của em thì khi mà em xóa nó lên tới máy ghi luôn, chứ không phải là 14 mê như thế này đâu. Tại vì đây là Zalo hướng dẫn nên là cái Zalo này em mới sử dụng thôi. Mà mới sử dụng, mặc dù mới sử dụng mà nó sinh ra tới 14,6 mê tiệp rác, cũng rất là lớn chứ không phải là ít. Và anh chị bấm xóa. Khi xóa thì cái này nó ẩn xuống, thế là xong. Lúc này nó đã xóa bộ nhớ điện thành công và anh chị chỉ cần trở về và tận hưởng thành quả mà thôi. Video này đến đây là kết thúc. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các khán giả trong video lần sau.